tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời hết vui khi đã vẹn câu thề. Lúc mới mua em cá này về, anh ba Trà Cú hứa hẹn đủ điều rằng sẽ chăm sóc em nó thật tốt. Thế mà tới khi có được rồi, anh lại cả thèm chóng chán đem nó đi làm thức ăn cho đám sâu bột này. Nhìn xương xương cũng phải hàng ngàn con sâu đang bu vào xé xác em cá đáng thương. Và cái kết dĩ nhiên em nó chỉ còn lại bộ xương khô mà thôi. Thế mới nói một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thì thành bốn cây. Một con sâu bột thôi thì chắc chẳng ai để ý, nhưng cả đống sâu hàng ngàn con như này thì mèo sợ hốt cả hền. Để kiểm chứng sức chiến đấu của chúng, anh đã thả thêm vào đó một bộ óc heo nữa. Mặc dù vừa mới oánh chén con cá xong nhưng có vẻ chưa nhằm nhò gì. Đàn sâu vẫn nhanh chóng tiếp cận và gặm nhấm bữa ăn. Quan sát bằng mắt thường cũng có thể thấy từ một bộ óc tươi ngon béo bở đã ngày càng trở nên khô héo nhăn nheo. Nhìn qua màn hình thôi mèo cũng cảm nhận được cái mùi thum thủm ngai ngái bốc lên rồi. Có thể thấy phần óc phía trong đang trực trào ra ngoài. Tâm sự xương xương với các bạn là bình thường mèo cũng mê món óc heo hầm lá ngải lắm. Ăn vào thấy nó béo béo mềm mềm. Nhưng chắc sau hôm nay phải kiêng món ấy một thời gian thôi vì trông nó ghê quá. Vì tốc độ ăn khá chậm nên tới khi bộ óc khô quắt lại bọn sâu vẫn chưa xong. Có thể thấy các hảo anh em ruồi nhặng đã tới góp vui. Điều này chứng tỏ đã có giỏi xuất hiện. Bây giờ thì mèo cũng nể phục độ chơi ngu của anh này rồi. Các cụ nói rảnh rỗi sinh nông nổi cấm có sai mà. Thấy bọn sâu có vẻ yêu thích món cá, anh đã nhanh chân chạy ra chợ mua về bốn em nữa để phục vụ các thượng đế. Và không nằm ngoài dự án, chẳng mất quá nhiều thời gian mấy em cá cũng bay màu luôn. Các bạn thấy sao về thí nghiệm kinh dị với hàng ngàn con sâu do anh ba thực hiện thì nhớ để lại ý kiến cho mèo biết với nhé. Cảm thấy như vậy chưa đã cái nư, anh ba lại đã nghĩ ra trò nghịch ngu mới. Muốn biết anh định làm gì với đống muỗi này thì hãy cùng mèo ú theo dõi tiếp nha. Quay trở lại buổi sáng này, sau thí nghiệm điên rồ với bọn sâu, anh quyết định ra sau nhà nhặt lá đá ống bơ xem có gì hay ho không. Và anh phát hiện có rất nhiều ấu trùng muỗi trong cái chum nước nên đã bắt hết chúng nó về. U là trời, chỉ một quãng đường ngắn từ sau vườn lên đến nhà mà đã có con muỗi phá kén chui ra này các bạn. Bảo sao dạo này mèo hay bị muỗi đốt thế? Tốc độ phát triển của chúng nó kinh khủng khiếp thế kia cơ mà. Nhưng mục đích thực sự anh ba bắt bọn này về là gì? Chỉ thấy anh dùng một tấm lưới răng lên miệng cốc, sang tới sáng hôm sau đã thu được một đàn muỗi lớn. Anh dùng tay gõ nhẹ vào thành cốc thì chúng nó bay loạn xạ, có vẻ đang sợ hãi lắm. Không những thế, phía dưới cũng đang còn rất nhiều ấu trùng chuẩn bị nở. Anh ba chỉ muốn nhắn nhủ một điều là các em nên sợ dần đi là vừa, vì điều anh sắp thực hiện đây còn kinh dị hơn nhiều. Ngoài đống muỗi này thì anh còn đang nuôi dưỡng một em nhện nhảy. Hàng ngày anh vẫn thường xuyên phục vụ em nó những món sơn hào hải vị siêu ngon hấp dẫn như sâu ruồi, và hôm nay thì thêm muỗi nữa. Và ngay bây giờ thí nghiệm chính thức bắt đầu. Anh sẽ cho nhện nhảy chiến đấu với cả một bầy muỗi lớn, xem liệu con mồi hay kẻ săn mồi sẽ thắng. Thời gian đầu nhện nhảy chưa vội hành động mà chỉ đứng quan sát chờ thời cơ chín muồi. Cũng có thể vì đang đứng giữa bữa tiệc buffet nên em nó phân vân chưa biết chọn món nào. Thấy nhện nhảy do dự quá lâu nên anh ba cũng sốt ruột. Anh cho em nó một chút nước để lấy lại bình tĩnh. Ngay sau đó nhện bị bọn muỗi bao vây, và để thoát khỏi đó chắc chắn là cần bắt được một con để những con còn lại biết đường mà bỏ chạy. Khi đã hút no dịch cơ thể, con muỗi nhện nhảy mới thả ra và tiếp tục hành trình của mình. Ở lần săn thứ hai, em nó quyết định chén một lúc hai con luôn. Sau một đêm dài, tới khi anh ba quay lại đã thấy xác muỗi la liệt khắp sàn. Nhưng con còn sống cũng tỏ ra khá kiệt sức sau trận chiến kinh hoàng. Thế nhưng tre già măng mọc, những ấu trùng muỗi còn lại đã bắt đầu nở ra hết. Nhưng hôm qua nhện nhảy đã được một bữa no say, nên hôm nay sẽ tới lượt bọ ngựa. Ngay lập tức con mồi và kẻ đi săn gặp nhau. Như chúng ta đã biết thì bọ ngựa là một sát thủ máu lạnh trong tự nhiên với những kỹ năng săn mồi đỉnh của chóp. Và không nằm ngoài dự án, chưa đầy một nốt nhạc, con muỗi đầu tiên đã được về với ông bà tổ tiên. Khác với nhện nhảy chỉ hút dịch cơ thể thì bọ ngựa sơi cả con luôn. Với tốc độ này thì chẳng mấy chốc anh ba không nuôi nổi mất. Bọ ngựa cứ vươn càng ra một cái là bắt được một con. Để anh ba cho mọi người xem lại cảnh tua chậm để thấy nó nhanh tới mức nào nhé. Bọn muỗi sẽ dùng kỹ năng bay lùi để né tránh đòn tấn công của bọ ngựa, nhưng cũng chỉ ăn may được mấy lần, bởi chỉ cần mắc lại một cái chân cũng nhanh chóng trở thành món mồi ngon. Và cứ thế sát thủ bọ ngựa cũng đã có được một bữa buffet no say. Chỉ sau một đêm quay lại, anh ba thấy chỉ có cái bình không, còn lại đúng ba con muỗi may mắn sống sót sau trận hỗn chiến. Tưởng rằng bọ ngựa sẽ tha cho nhưng không, em nó lại đi săn tiếp. Là người đã nhận nuôi và chăm sóc chúng từ khi còn trong trứng nước, cả nhện nhảy và bọ ngựa đối với anh đều như những đứa con đáng yêu bé bỏng. Thậm chí anh còn đặt tên cho chúng và gọi chúng một cách thân thương. Nhện nhảy có tên là Bánh Ú, còn bọ ngựa có tên là Mochi. Nếu các bạn tò mò thì để anh kể cho nghe câu chuyện nhân duyên giữa anh và Mochi nhé. Quay trở về khoảng một năm trước, anh cũng đang nhặt lá đá ống bơ trong rừng thì phát hiện một bé bọ ngựa. Đó chính là bố của Mochi ở hiện tại. Thấy em nó có vẻ đói bụng, anh đã đem về nhà và chiêu đãi món ấu trùng muỗi thơm ngon hấp dẫn. Với kinh nghiệm nuôi một số loại côn trùng trước đó, anh tự tin sẽ chăm sóc tốt cho bọ ngựa bố. Vì thế mà chẳng mất quá nhiều thời gian, bọ ngựa đã lớn nhanh như thổi và trở nên siêu to khổng lồ. Anh nhận thấy đã tới lúc tìm cho bọ ngựa một cô vợ. Tuy nhiên hành trình này tương đối nguy hiểm vì mỗi lần giao phối, bọ ngựa cái thường có thói quen oánh chén luôn chồng mình. Vậy nên anh quyết định đem chúng nó về nhà cho dễ theo dõi. Trộm vía là bọ ngựa bố vẫn còn nguyên vẹn sau trận hoan lạc đêm qua. Một thời gian sau thì bọ ngựa cái đã bắt đầu đẻ trứng.
Những tảng trứng lớn với lớp màng bao bọc bên ngoài khiến anh ba rất tò mò. Không chỉ một mà sau vài tháng bọ ngựa đã đẻ ra tận 5 buồng trứng lớn. Chứng tỏ bọ ngựa bố cũng chất sở lượng đấy nhỉ. Không hổ danh là con trai của ta. Chỉ thấy anh ba trà cú cực kỳ tự hào về em nó. Chắc là để bù đắp cho sự cô đơn anh đã chịu đựng suốt hơn 20 mùa khoai sọ. Tuy nhiên một thời gian sau đó bọ ngựa trở nên yếu dần. Thậm chí nó đã mất cả bản năng săn mồi vốn có. Và anh ba hiểu điều này chứng tỏ điều gì? Vài ngày sau thì em nó qua đời. Anh đem xác bọ ngựa bố đi chôn ở khu rừng nơi họ gặp nhau lần đầu và đặt một quả trứng ở đó. Khoảng 3 tháng sau nhờ anh hết lòng chăm sóc mà những bé bọ ngựa con đã chào đời. Chúng chính là Mochi và các anh chị của nó. Là người theo dõi cả quá trình từ đầu tới cuối anh thấy rất bồi hồi xúc động. Những sinh linh này chào đời thành công cũng chính là anh đã hoàn thành tâm nguyện giúp bọ ngựa bố nhắm mắt xuôi tay. Không ngờ một ổ trứng mà có thể nở ra được nhiều như này các bạn nhỉ. Trộm vía các em nó đều đã khỏe mạnh và cứng cáp hơn. Hôm nay anh chiêu đãi chúng món ăn đầu tiên là ruồi giấm. Vì bọ ngựa con còn nhỏ nên anh đã đặc biệt lựa chọn loài ruồi không biết bay và kích thước phù hợp. Thế nhưng ngày hôm sau khi anh quay lại một hiện tượng đáng sợ đã xảy ra. Bọ ngựa bắt đầu ăn thịt đồng loại của mình dù anh đã cho chúng ăn no trước đó. Chắc hẳn đây là bản năng mà con người không thể can thiệp được. Giải pháp duy nhất là anh cách ly mỗi em bọ ngựa vào một cốc giấy khác nhau. Nhìn số lượng cốc này bạn đoán có tổng cộng bao nhiêu em? Nhớ comment ý kiến dưới phần bình luận cho mèo biết với nhé. Bây giờ anh sẽ cho mọi người chiêm ngưỡng cận cảnh quy trình săn mồi của một bé bọ ngựa con. Chúng chẳng kém cạnh gì những con trưởng thành cả. Và vì sức ăn của đám bọ ngựa quá mạnh mẽ nên anh ba phải liên tục rút quỹ đen ra mua về thật nhiều thức ăn. Hết ruồi giấm lại tới dế mèn với hy vọng bọ ngựa sẽ có những bữa ăn thật ngon lành và nhanh chóng lớn mạnh. Một thời gian ngắn sau đó anh ba đã phát hiện một thay đổi to lớn. Các em bé bọ ngựa đã chính thức lột xác lần đầu tiên. Thậm chí bọn dế mua về làm thức ăn cũng thế. Chắc anh này chăm mát tay quá đây mà. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng may mắn lột xác thành công mà có những em đã không trụ nổi mà qua đời. Đây là cận cảnh quá trình thay da đổi thịt mà anh ba đã quay lại được. Nhưng mà trong khi đó có một sự thật đáng buồn là rất nhiều bọ ngựa đã ra đi trong giai đoạn này. Hàng ngày phải đi chọn lọc và nhặt ra những cái xác không hồn anh thực sự thất vọng. Tuy nhiên bù lại những em lột xác thành công lại tương đối khỏe mạnh. Và Mochi là một trong số đó với khả năng săn mồi đỉnh cao. Chẳng bao lâu đợt lột xác thứ hai lại tới. Cơ thể bọ ngựa con đang chuyển dần sang màu xanh giống hệt bố của chúng. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc một loạt bọ ngựa nữa sẽ lại không qua khỏi. Mèo có cảm giác đây như một cuộc chiến sinh tồn vậy. Những người ở lại cuối cùng là hoàn hảo và mạnh mẽ nhất. Thời tiết bây giờ đã rất mát mẻ, những bé bọ ngựa vẫn đang tích cực lột xác. Cơ thể chúng có màu bạc hà và lớn hơn trước đây nhiều. Đây chính là em Mochi ở đầu video chúng ta đã gặp. Em nó đã vượt qua tổng cộng 4 lần thay da đổi thịt và may mắn sống sót tới giờ. Ngày hôm nay anh quyết định làm một việc vô cùng quan trọng. Đó là chọn ra những em đã đủ trưởng thành để trả về tự nhiên. Thật là một khoảnh khắc đáng mong chờ. Sau cả quãng thời gian dài bên nhau cuối cùng anh và đàn bọ ngựa cũng phải xa nhau. Nhưng anh ba biết đây mới là điều tốt nhất cho chúng. Và anh cũng không tiếc nuối quá lâu vì còn những em khác ở nhà đang chờ anh chăm sóc nữa. Và đó chính là câu chuyện nguồn gốc của Mochi. Em bọ ngựa đã được anh ba cho ánh chén một bữa buffet muỗi no say trước đó. Kể ra như vậy chúng ta cũng đủ cảm nhận được sự gắn bó của anh với các loài vật nuôi độc lạ Bình Hưng này rồi nhỉ. Từ ngày đó tới giờ anh và em nó vẫn rất gắn bó. Hàng ngày anh cùng Mochi rèn luyện rất nhiều kỹ năng săn mồi khác nhau. Hy vọng Mochi sẽ luôn khỏe mạnh, ngày càng phát triển và luôn được sống trong tình yêu thương như bây giờ. Các bạn thấy sao về bé bọ ngựa đáng yêu này thì nhớ để lại ý kiến dưới phần bình luận cho mèo biết với nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đồng hành cùng Mèo Ú suốt thời gian qua. Đừng quên tiếp tục ủng hộ Mèo Ú trong thời gian tới nhé. Mèo Ú yêu tất cả các bạn.